Rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị một cái cách treo cái tool ha, mà mình và cái đội nhóm bên mình nó treo nhiều tháng nay tỷ lệ win rất là cao ha. Đó thì đây là cái bảng tổng kết của cái tháng bên mình ha. Đó thì tháng này mình là lợi nhuận là 644 đô ha. Đấy. Đó thì mình cũng đã treo từ hồi sáng tới bây giờ ha. Phương pháp này treo nó hơi chậm một tí nhưng mà tỷ lệ win rất là cao ha. Đó chính là chức năng là one lot ha. Đó. Đầu tiên là anh chị bấm vào chữ là one lot nè. Đó, sau đó anh chị bấm vào chứ là chọn phương pháp ha. Rồi sau đó anh chị là bấm vào cho thêm tất cả nè. Rồi sau đó anh chị bấm vào chéo để tắt. Rồi chỗ thua liên tiếp là anh chị là để số 6 cho mình ha. Đó, con đó thì trong mà các phương pháp mà mình chọn á có một cái phương pháp nào đó nó thua 6 lệnh. Đó. Thì nó sẽ vào lệnh ha. Đó thì nó sẽ vào lệnh. Đây. Cái chỗ win liên tục anh chị để số 1 ha và cái chỗ loss liên tục anh chị để số 2 ha. Đó. Có nghĩa là nó vào một cái lệnh đầu tiên, nếu nó thua thì nó sẽ đánh tiếp một cái lệnh nữa ha, một tiếp cái phương pháp đó thì một lệnh nữa đó, nếu như thua thì nó sẽ đổi qua cái phương pháp khác nó đánh ha. Đó và anh chị treo là cái quản lý vốn là Victor 2 tầng ha. Đó thì cái bộ số này thì anh chị có thể là nhắn tin để mình lấy ha. Đấy. Rồi nếu như anh chị nào mà vốn nhỏ thì anh chị có để là nhiều số 0 phía trước ha. Nếu như anh chị nào mà không có đủ vốn mà từ 14, 15 lệnh trở lên á thì anh chị để vài cái số 0 phía trước cho mình ha. Đấy. Còn anh chị mà nếu như khoảng 15 lệnh trở lên á thì anh chị để như vậy cũng được ha. Và anh chị cài chốt lợi lời ở dưới này ha. Đó, ví dụ như vậy. Rồi, còn một cái cách treo thứ hai đó thì anh chị đã đổi cái số lại ha. Anh chị để cái chỗ lót liên tục nè, thành cái số 1 nè. Đó, phải dỡ win liên tiếp á. Thành cái số 2 ha, tổng là những tháng rất rất là nhiều và rất là ok các anh chị.